Hello, xin chào anh em nhé. Anh em nhìn thấy điện thoại của mình không? Đây, điện thoại như này. iPhone đang bị vội hóa. Đây là một chiếc iPhone 11 Pro nhá. Thì thực tế mình mà nói thì mình đã làm rất là nhiều cái clip, nhiều cái video hướng dẫn anh em cách phá mật khẩu iPhone cũng như là xử lý trường hợp bị vội hóa rồi. Nhưng mà thì mỗi lần thì mình làm một loại dòng máy, nhiều cái thì nó rất là giống nhau. Đấy, ví dụ như lần trước mình làm cái iPhone 11 ấy, thì thực ra là cái 11 với cái 11 Pro này cũng rất là giống nhau này. Nhưng mà một số anh em thì không tin tưởng là phải đúng cái máy đấy anh em mới tin. Đó. Thế nên là mình sẽ làm những clip, mình sẽ làm dần dần nhé. Mình sẽ làm dần dần để hướng dẫn anh em cụ thể từng con một. Thì ngày hôm nay làm iPhone 11 Pro. Đấy, thì bây giờ mình nói lại lần nữa này. Trường hợp iPhone của các bạn bị vô hiệu hóa như thế này, nguyên nhân là do đâu? Thì nguyên nhân đơn giản thôi, nó là do anh các bạn này để mật khẩu màn hình và sau đó các bạn quên luôn, hoặc là người khác để mật khẩu màn hình của các bạn và các bạn ấn rất nhiều lần, các bạn ấn liên tục, các bạn ấn rất nhiều lần thì nó sẽ bị vội hóa. Đó, thì cái bước này và cái bước mở cái mật khẩu màn hình nó làm giống hết nhau. Đó, cái video này là bạn hướng dẫn là xử lý cái trường hợp bị vội hóa hay là phá khóa màn hình ấy của chiếc iPhone 11 Pro thì giống hết nhau anh em nhé, giống hết nhau các bạn nhé. Nhưng mà cái vấn đề lưu ý các bạn là đầu tiên là phải lưu ý các bạn trước. Thứ nhất là khi mà khắc phục vô hiệu hóa này hay là phá mật khẩu màn hình này thì đồng nghĩa với cái việc là chúng ta phải chạy lại cái máy hoàn toàn như mới. Nghĩa là như nào nhỉ? Nghĩa là nó sẽ mất hết dữ liệu trên bộ nhớ máy, sẽ bị lock lại nếu tiền thân chiếc máy đấy là máy lock, sẽ bắt buộc phải lên iOS cao nhất tại thời điểm các bạn làm, sẽ bị khóa nếu các bạn không nhớ iCloud, hoặc bị khóa một cái iCloud ẩn nếu chiếc máy đấy mà các bạn mua ở cái nơi người ta không uy tín bán ra các bạn một chiếc máy bị iCloud ẩn. Đó là những cái vấn đề mà xảy ra nhá. Nên các bạn lưu ý này, mình không làm được iCloud. Thế nên là trường hợp các bạn mà quên mất iCloud mà phá mật khẩu màn hình này nó sẽ bị khóa iCloud. Lúc đấy các bạn đừng hỏi mình là bây giờ phải khóa thế nào nhá. Tại vì rất là mình làm rất là nhiều clip và rất nhiều bạn hỏi mình là bây giờ là phá iCloud như thế nào. Thực ra mình nói thật với các bạn, mình chịu. Đấy. Mình chỉ biết hướng dẫn các bạn khóa khẩu màn hình thôi, còn ai cả lao ấy thì các bạn điện cho Apple. Mà điện cho Apple theo số nào ấy thì 1800 1226 thì phải. Đấy, mình không nhớ không nhầm là như vậy, mà không các bạn lên Google và search và các bạn điện cho họ và các bạn nói chuyện với họ. Họ nói bằng tiếng Việt thôi chứ không nói tiếng Anh đâu. Và họ sẽ hướng dẫn các bạn để có thể là phá cái ai cả lao được, hoặc là có thể là tìm lại mật khẩu của ai cả lao đấy. Với điều kiện là chiếc máy đó đúng là của các bạn, không phải là cái máy Nhật được. Đó, các bạn đưa ra những dẫn chứng đúng là máy của các bạn thì Apple người ta sẽ mở nhá. Đó, còn lại cái việc mà các bạn hỏi mình là có giữ lại được dữ liệu hay không ấy, thì nói thật với các bạn chỉ giữ được dữ liệu trên đám mây thôi, có nghĩa là trên iCloud hay trên Driver thôi. Còn giữ lại dữ liệu trên điện thoại thì chịu, không giữ được đâu nhá, chắc chắn là sẽ mất hết dữ liệu. Các bạn hỏi tiếp mình là liệu có giữ lại được iOS các bạn đang dùng hay không? Không được, bắt buộc phải lên mới. Đó, rồi vấn đề là như vậy. Thì các bước chuẩn bị cũng đơn giản thôi, nó cũng như những chiếc máy khác. Đầu tiên là phải lưu ý là cái trường hợp là chiếc máy 11 Pro của các bạn là các nút này phải hoạt động bình thường nhá. Đó, ba cái nút này là phải hoạt động bình thường là một này. Thứ hai là các bạn chuẩn bị cho mình một cái cáp. Thì có thể là cáp theo cái máy này là cáp Type-C Lightning, hoặc là đơn giản thôi các bạn chuẩn bị cho mình một cáp USB Lightning như này. Nếu mà Type-C Lightning thì bắt buộc là cái máy tính của các bạn là phải có cổng Type-C nhá, cổng USB Type-C ấy. Đó thì cũng nghĩa đồng nghĩa việc là các bạn phải có một chiếc máy tính cho mình, phải có một chiếc máy tính chạy hệ hành Windows 7 trở lên hoặc là chạy Mac OS đều được. Chứ còn Ubuntu mới lại cả Linux thì không được đâu nhá. Chỉ có chạy hệ hành Windows 7 trở lên này và Mac OS thì các bạn mới xử lý được cái bước này. Và đầu tất nhiên rồi phải có kết nối mạng internet. Và nếu các bạn có laptop thì đơn giản, laptop pin còn tốt thì không sợ bị chết. Còn trường hợp mà các bạn mà đang làm mà mất điện ấy thì các bạn bắt buộc phải làm lại từ đầu. Đó là các bạn lưu ý mình là cáp phải tốt này, và mạng ok này, và máy tính phải chạy ngon lành này, laptop thì càng tốt này. Đó, và Windows và Mac OS nha, đấy là bước chuẩn bị. Thì ở đây mình có một cái cáp USB Type-C này, USB Lightning này, rất là xịn. Đó, cáp này là cáp trông bẩn bẩn đều đều thôi, cho nên là cáp xịn nhá. Nếu các bạn chuẩn bị được cáp xịn thì là tốt nhất, mà không thì chọn một cái cáp mà các bạn tin tưởng nhất. Đó, thì đơn giản vậy thôi. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện nhá. Đầu tiên là các bạn nhìn vào màn hình cái máy tính của mình nhá. Đây này, thì các bạn lên trên internet, lên trên Google ấy. Google ở đây thì các bạn có thể là bây giờ chúng ta sẽ có hai phương thức để chúng ta chạy. Phương thức mà mình ưu tiên chạy đầu tiên đó là phương thức chạy bằng phần mềm Baotool. Các bạn có thể search là Baotool nhá. Baotools này. Enter này. Đó thì ra ngay trang đầu tiên là trang baotool.com như này nhá. Thì các bạn vào đây, các bạn tải cho mình cái phần mềm này về. Đó là các bạn có thể là dùng cái phần mềm này để chạy, thì mình ưu tiên cái này bởi vì cái này dễ dùng. Cái này nó rất dễ dùng, đào ROM các thứ đều dễ. Đó, thực ra là cái phần mềm của Apple cũng dễ, nhưng mà mình thích cái này hơn. Thì phần mềm tiếp theo là phần mềm của Apple. Nó có tên là Item. T O I T này. U này, N E S này. Đó, các bạn ấn vào đây.
vào ngay theo chủ của Apple này, hoặc vào chỗ download này. Đấy, các bạn download lại này vào. Đây nó sẽ hướng dẫn các bạn download đây. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đó, dùng cho Mac này hay là dùng cho Windows này. Đó, nó rất là nhiều phiên bản ở đây. Đấy nhá, thì các bạn có thể đào vào, ví dụ Windows của bạn là Windows 64 bit chẳng hạn, thì các bạn có thể đào vào chỗ này. Hoặc là các bạn đào vào trên cùng rồi này. Là bản mới nhất về. Cái này nó cũng nhẹ thôi, nó không nặng đâu, cái này nó rất là nhẹ. Đó thì mình không cần mình đào kia rồi, bởi vì là mình dùng cái kia ok, mà nếu mà cái kia nó lỗi thì mình hướng dẫn các bạn cái này nhá. Đó thì sau khi đào Bauutun về thì nó sẽ hiện như này. Nó sẽ là cái giao diện như này các bạn nhìn này. Đó, Bauutun nhá. Bây giờ mình sẽ mở lên cho các bạn nhìn. Nó rất dễ rồi bởi vì nó toàn tiếng Việt mà. Đó, các bạn nhìn thấy không? Nó toàn tiếng Việt như này này. Đây bây giờ nó nói mà là các bạn sẽ kết nối điện thoại vào máy tính bằng cáp USB. Thì bây giờ mình sẽ cắm nhá. Đó, đơn giản thôi. Đây. Mình sẽ cắm này, đây, đầu kia mình đang cắm vào máy tính rồi. Đầu này mình sẽ cắm vào điện thoại. Như thế này. Điện thoại của các bạn đang vẫn ở chế độ vô hiệu hóa đúng không? Tất nhiên là khi cắm vào nó chỉ rung rung mấy cái. Nó không bảo gì đâu, cả trên máy tính nó sẽ ngỏ gì đâu. Nhưng thủ thuật nó ở bước này nhá. Đầu tiên các nút phải ok đúng không? Nên các bạn ấn cho mình nút này nhá, to tiếng này, nhỏ tiếng này, giữ phím nguồn này. Đó, cứ giữ thôi, nó hiện lên cái gì thì cứ giữ thôi, chỉ giữ phím nguồn thôi nhá, hai phím này không cần phải giữ này. Cứ giữ đến khi nào máy tính nó nhận thì thôi. Đó, rất đơn giản đúng không? Đó, ta tắt đi rồi cũng giữ. Nó hiện cái gì thì cũng giữ thôi, đến khi nào máy tính nhận thì mới bỏ tay ra. Đó, hiện tại cũng giữ thôi. Thì nó giữ mất đâu tầm khoảng 10 giây, hơn 10 giây đến 30 giây gì đấy. Các bạn cứ giữ kiên nhẫn và giữ cho mình nhá. Chứ bỏ tay ra là phải lại đó, nó hiện như các bạn nhìn không, nó hiện như này. Ở iPhone 11 Pro thì nó chỉ có một biểu tượng như này thôi. Đó là hình cái máy tính ở đây và có một cái cáp chỉ vào này. Ok chưa? Thì bây giờ nhìn lại màn hình máy tính nhá. Nó sẽ hiện như này. Nó sẽ nhận được thiết bị là kết nối ở chế độ recovery. Thì ở cái bước này là chúng ta vào chế độ recovery ấy. Ở iPhone nó có hai chế độ. Thứ nhất là chế độ recovery và chế độ DU. Thì DU nó đen xì màn hình rồi, nhưng mình hướng dẫn các bạn vào recovery để dễ nhìn nhất, mà recovery cũng chạy được. Thì ở trên này ấy, nó sẽ hướng dẫn các bạn là các bạn có thể xem được ngày xuất này, nó hướng dẫn các bạn là số seri là như nào này, dạng kết nối là Wi-Fi hay 4G này. Đấy, cái này chúng ta không còn quan tâm đâu, mà chúng ta quan tâm vào hai cái mục chúng ta có thể chọn được thôi, đó là thoát recovery. Bây giờ chúng ta ấn vào đây, ấn vào thoát recovery ấy, thì là nó sẽ lại vào chế độ vô hóa. Nhưng mà bây giờ chúng ta phá vô hóa và phá mặt khẩu màn hình đúng không? Chúng ta sẽ vào nâng cấp nha. Vào nâng cấp. Đó, thì bây giờ nó sẽ hiển thị những cái bản ROM mà chúng ta có thể chạy được. Bắt buộc là chúng ta sẽ phải chỉ chạy được những cái bản hiển thị đấy thôi. Thì bản mới nhất hiện tại là 13.7 mà mình chưa tải về. Mình lại có bản 13.6.1 hiện tại nó vẫn còn hiển thị ở đây được, thì chúng ta vẫn chạy được, thì mình đã tải về rồi. Đó, chúng ta có thể chạy bản beta nếu chúng ta muốn. Nhưng mà mình khuyên các bạn là các bạn nên chạy bản không phải beta nhé, bởi beta cho các bạn vọc vạch thôi. Đó, thì bây giờ các bạn tích vào cái phần các bạn đã đào về như mình cái này rồi. Đấy, còn nếu chưa thì các bạn tải về và chờ đợi. Tải xong là nó sẽ hiện đã tải về như này. Đó, bây giờ mình sẽ chọn 13.6.1 nhá. Đây, quan trọng tiếp này, các bạn lưu ý kỹ này. Thì khu dưới này nó có ba cái mục để chọn. Thứ nhất là giữ lại dữ liệu của bạn, thứ hai là Quick Flash Mode, thứ ba là Anti Recovery Flash. Thì cái này thì mình không hiểu nó là gì. Đó, ở đây nó có báo này, mình chả hiểu nó là gì cả. Thì bỏ qua nhá. Đấy, đây là hiển thị nó hướng dẫn, như chúng ta sẽ bỏ qua này. Chúng ta sẽ bỏ qua Anti này, chúng ta sẽ nếu mà giữ lại dữ liệu thì nó sẽ vẫn vô hiệu hóa bình thường. Thế nên nhiều bạn chạy xong comment với mình, tại sao của em chạy xong y anh 100% mà vẫn vô hiệu hóa. Mình khẳng định các bạn không giống 100% đâu, bởi vì các bạn không xem kỹ. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn vào Quick Flash Mode nhá. Mình nói lại là Quick Flash Mode nhá, thì nó mới phá được dữ liệu vào như máy mới. Bây giờ chúng ta sẽ ấn nâng cấp này. Đó, chọn Quick Flash Mode này, chọn ROM này, sau ấn nâng cấp này. Ok. Nó báo như thế này, là nó cảnh báo các bạn là giữ các USB các thứ ấy và mất hết dữ liệu. Ok, chấp nhận. Ấn Flash. Đây. Thì bộ nhớ máy tính của mình hiện tại đang không đủ 5GB để cho nó chạy. Đó, đồng nghĩa một việc là các bạn lưu ý nhá, là các bạn bắt buộc là các bạn phải để đủ 5GB thì mới chạy được. Ok, bây giờ mình sẽ xóa dữ liệu cho bộ CD. Sẽ có đủ không nào? Đó, xóa đi nhá. Ok này, 15.6GB rồi, ok chắc đủ rồi. Bây giờ mình ok lại này. Đó, nó chạy tiếp nhá. Đấy, lại tích lại này. Tích lại vào đây này và nâng cấp này. Ô, vẫn không đủ 5GB. Ô, thực ra mình đâu có ổ D được nhỉ. Mình chỉ có ổ C thôi mà. Đó, chờ mình một chút nhá, mình sẽ chỉnh lại trong ổ C nào. Mình cài đặt là nó sẽ bung ROM vào trong ổ D, bởi vì nhưng mà ổ D của mình thì mình tháo đi mất rồi. Bây giờ mình chỉ còn ổ C thôi, thế là mình sẽ phải cài lại. Thì bây giờ mình cài lại chỗ này nhá. Ấn vào phần cài đặt của nó này. Ấn vào phần cài đặt này. Sau đó mình sẽ chọn vào phần chạy phần mềm thiết bị này, mình thay đổi sang ổ C. Đó, sang ổ C nhá. Ok, ổ C như này là ok rồi này. Đó, bây giờ nó ok nhá. Đó, chọn lại này, 13.6.1 này. Mình sẽ chọn lại là Quick Flash Mode này, mình ấn nâng cấp này. Ok, đó, thì bây giờ máy đang chạy rồi nhá.
Thì cái bước này là anh em cần phải kiên nhẫn nhé. Bởi vì nó sẽ chạy mất tầm khoảng 15 đến 20 phút đấy. Máy anh em nào mà nhanh thì khoảng 10 phút. Thế nên là anh em phải kiên nhẫn và chờ đợi nha, đừng có mà động vào nhé, động mà tuột cáp mà anh em phải chạy lại từ đầu ấy. Nhưng yên tâm nó không chết máy đâu. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn nhá để nó chạy nhá. Đây, máy đây. Ok, kiên nhẫn nhá. Ok ok. Đó thì khi chạy xong nhá. Kiên nhẫn chờ đợi trong vòng khoảng hơn 10 phút. Thì ở trên Baotu nó báo là chúc mừng đã flash sạch sẽ thành công ấy. Có nghĩa là sạch sẽ luôn rồi ấy. Thì ở trên chiếc điện thoại của anh em nó vẫn đang ở cái trạng thái như thế này. Thì anh em kệ nhá, bởi vì đây là trạng thái nó cài vừa giờ là mình coi như là nhỉ? Coi như là mình nạp cái ROM vào trong máy này. Và bây giờ là cái bước cái máy này nó sẽ cài ra. Đó thì cái này chúng ta cũng phải chờ đợi mất khoảng tầm mấy phút nữa nhá. Ở bước này chúng ta kiên nhẫn. Đó, trong lúc chờ đợi thì mình lại chia sẻ lại với anh em lần nữa này. Là nếu anh em thực hiện cái bước phá vội hóa cũng như phá bản khẩu hình ấy thì chắc chắn một điều là anh em sẽ mất hết dữ liệu ở trên điện thoại nhé. Có nghĩa là những ứng dụng anh em đã cài này, những game anh em đã chơi mà nó không phải là game online này, những cái mà ảnh anh chụp và lưu ở trên máy này thì chắc chắn một điều nó mất hết. Nó không còn đâu. Thế nên là anh em lưu ý mình là anh em không thể lấy lại những dữ liệu mà anh em không lưu trên đám mây. Thế mình khuyên anh em là anh em lên dùng iCloud, anh lưu cho đám mây nếu mà iCloud mà không đủ dữ liệu, bởi vì là miễn phí được 5GB thôi. Còn lại nếu anh em muốn dùng nhiều, anh em có thể mua 20.000 một tháng dùng 50GB. Mà hình như là tầm khoảng 60.000 một tháng rồi đấy, thì anh em sẽ dùng được 250GB. Đây là iCloud, còn không thì dùng 5GB nhá. Thì ở 5GB đấy là anh em sẽ lưu danh bạ và ảnh một chút và cả ghi chú. Còn lại là nếu anh em muốn lưu tiếp trên ảnh, anh em cài Google Drive về. Google Drive thì nó sẽ lưu được 15GB. Đó. Thì là như vậy, còn lại những cái dữ liệu lưu trên máy này chắc chắn là ở bước này sẽ mất. Và tiếp nữa, nếu mà trên máy này tiền thân nó là máy lock ấy, anh em mua máy là máy Mỹ thì đa phần là tiền thân nó là máy lock, nhưng được mua code thì quốc tế, có thể là người ta mua code vĩnh viễn thì là quốc tế 100%, nhưng cũng có thể là người ta mua code du lịch thôi, thì nếu mà chạy như này tí nó sẽ bị lock và không nhận sim nữa, thì cái việc đấy là đen anh em. Mà mình có cái kinh nghiệm là những cái máy mà dùng e sim ấy thì khẳng định với anh em là đã dùng e sim là sẽ dùng được, nó là sẽ là máy quốc tế. Còn nếu không dùng e sim thì chắc chắn với anh em là sẽ bị lóc lại trong tương lai. Đó, còn nếu anh em mua máy bên mình mà lóc thì cả vĩnh viễn chọn đời máy là anh em cứ dùng mà chẳng may bị lóc cả hết bảo hành hệ thống rồi. Mà lỗi, mình sẽ đổi cho anh em máy khác, mà bị lóc lại anh em mình sẽ đổi cho anh em máy khác. Đấy, điều chắc chắn là bên mình là như mua là như vậy nhá. Tiếp nữa là nếu mà anh em đi cái máy đấy không phải của anh em, có thể anh em nhặt được rồi, có thể anh em là không biết là anh em như nào anh em cứu được cái máy đấy và anh em phá mật khẩu có hai ngả lao của chủ nhân cũ, thì chắc chắn khẳng định một điều với anh em là làm bước này sẽ không phá được đó. Và cái việc đấy là anh em sẽ điện lại Apple thì Apple sẽ không hỗ trợ được, bởi vì đúng chủ nhân thì Apple mới mở cho. Còn việc chứng minh chủ nhân như nào thì do Apple, tùy cô bé có tiếp nhận anh em từng người một thì sẽ người ta sẽ khác đó nhá. Anh em lưu ý như vậy. Đó, sau khi chạy xong thì nó sẽ vào cái màn hình như này đó, anh em nhìn thấy hello không? Đó, sẽ chào anh em đấy, nó chào rất nhiều thứ ngôn ngữ khác đó. Xin chào tiếng Việt chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ vút lên chọn ngôn ngữ tiếng Việt nhá, chọn quốc gia chúng ta là Việt Nam này, nếu anh em ở nước khác thì em chọn nước khác đó. Bây giờ ấn thiết lập thủ công nhá, chọn kết nối wifi nhá, MSMVN170 này đó. Ok đó, kết nối wifi. Cái việc này là chúng ta phải ở chỗ nào mà nó phải có wifi nhá, chứ nếu không có wifi thì chúng ta sẽ không kết nối đâu. Đây sẽ không làm được đâu. Đây phải có wifi, nếu không có wifi thì chúng ta có thể lắp sim 3-4G về cũng được. Rồi mình nhập lắp, hình như mình nhầm mật khẩu wifi rồi vậy. Rồi kết nối lại này. Đó, chờ một chút nha. Chết dở wifi thì mình vẫn nhầm. Đó, bây giờ nó kết nối nha. Đó, thì bây giờ tiếp tục vào cái bước này. Thì đây là cái bước nó xác minh nha, cái bước này mất một chút rồi. Nếu mà có ai mà làm nó sẽ hiện lên.
Đó, nếu mà đang lắp sim mà là máy lắp nó sẽ báo luôn là máy này sim không hợp lệ hay là sim không hỗ trợ, đó là máy lắp. Còn nếu mà nó vào được cái bước này thì ok. Đó, anh lưu ý à. Lưu ý nhá. Ai, mất một chút đấy, nó sẽ xác minh bởi vì cái này đang kết nối lên server của Apple mà. Đó. Đó, như thế này nó sẽ không có cái gì này, như thế này là của mình là không bị ai cả lao này. Ấn tiếp tục nhá. Thiết lập sau cài đặt nhá. Bỏ qua hết đi bởi vì mình sẽ thiết lập thành máy mới mà. Thực ra là cái máy này mình đang bán ấy, không phải của mình dùng đâu. Đó. Đó. Ok. Không sử dụng nhá. Đồng ý này. Xóa hết đi cho nhanh. Ok, chọn sáng đi. Ok chưa? Đó, đã vô hiệu hóa, đã dùng được bình thường. Đó, từ vô hiệu hóa mà dùng bình thường nhá. Đó, một lưu ý như thế thôi. Anh em xem clip này mà thấy hữu ích nhớ cho mình like nhé. Đó, nhớ chia sẻ cho mọi người khác cùng xem nếu mọi người chưa biết phá mật khẩu. Và nhớ subscribe YouTube của mình để là đón chờ những clip hướng dẫn tiếp theo. Cũng như là hướng dẫn anh em chọn được mua được một chiếc máy chuẩn nhất. Cảm ơn anh em xem clip nhá. Chào tạm biệt anh em.